mua 18.000 bán lại 5.000. Kêu tôi xẻ tay đó cô, nó kêu tôi xẻ tay đó. Wow, dạ. Đó, vậy có cái gì đó, nó rú chiếc nhẫn của tôi là tôi nghi rồi. Này là giống như mình biết lực mà mình tránh né các bạn, nhưng mà mình vẫn không phạm tội. Vậy thì chị biết là tại vì em chị là người lái chiếc xe này, cái hình là hình của em chị. Chào các bạn, mình là My. Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Các bạn ơi, My đang chờ con của My học, cho nên thì chia sẻ với các bạn ngồi trong xe cho nó đỡ nắng. Hôm nay My chia sẻ những cái chuyện mà mình thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà ở Mỹ nha các bạn. Thì đây là một cái lời chia sẻ My thấy rất là hữu ích. Hy vọng là các bạn nhớ để khi nào lỡ, mình nói lỡ để nếu mà mình có chuyện thì mình nhớ ra mình lấy mình xài nha. Thì cái này á là cái chị đã chia sẻ với My như vậy nè. Vừa rồi á, xe của chị á cho một người em mà chỉ là con gái, cho một người em trai không ở chung với chị, đến nhà của chị xong rồi xe bị hư cho nên phải mượn xe chị đi làm. Trong lúc mà đi làm á, thì lái xe trên đường là bị đi ngang cái đèn xanh đèn đỏ mà có máy chụp hình đó các bạn. Thì nó chụp cái hình là thấy rõ nguyên cái mặt của em chị luôn. Khi mà người ta gửi cái thiết kịch về nhà đó là thấy rõ nguyên cái mặt của em chị luôn. Thấy luôn cái bảng số xe ha, rồi thấy nguyên chiếc xe của chị luôn. Coi như là không có cách nào mà chối được hết á. Thì chị mới nói là tiêu rồi, giờ là phải đóng phạt thôi. Nhưng mà trước lúc đóng phạt á thì chị nghe nói là có những cái chỗ mà xóa thiết kịch đó các bạn. Chị nói thôi để chị chờ coi giấy phạt đồ gửi về làm sao. Thì khi cái giấy nó gửi về đó các bạn, this not a traffic ticket, là cái giấy này không phải là cái giấy phạt. Thì cái chị này chỉ mới nó ủa sao cái kỳ quá, không phải giấy phạt tiền đồ ghi giống như bình thường là mình hay lái xe mà lỡ mình bị đèn đỏ đâu các bạn. Xong rồi cái chị mới đi ra ngoài chỗ mà xóa thiết kịch đó các bạn. Chị hỏi bây giờ cái này là phải làm sao, chị không biết. Cái xong rồi cái chỗ mà ấy nói với chị á, cái giấy này nè là cái giấy không phải là cái giấy phạt mà là cái giấy á, nó nói là cái người ở trong cái xe này nè lái xe, nhưng mà cái người này là con trai, còn chị là owner là chủ của chiếc xe là con gái, thì nó không, nó biết là không phải là chị là lái chiếc xe này. Cho nên nó nói là nếu như mà mình có biết ai ở trong cái chiếc xe này nè thì nói cho người ta biết để người ta gửi cái thiết kịch phạt á đến cái người đó. Thì chị á, thì chị biết là tại vì em chị là người lái chiếc xe này, cái hình là hình của em chị, nhưng mà không có ở chung với nhà chị. Thì chị mới hỏi là bây giờ phải làm sao. Thì cái chỗ luật sư nói á là không cần làm gì hết á, đi về đi làm thân. Cái chị nói vậy rồi lỡ nó bị phạt rồi sao, cái luật sư nói biết nó đâu mà tìm mà phạt. Nhưng nếu như mà mình tốt bụng á các bạn, mình chỉ ra cái người đó là cái, ví dụ như em chỉ là người lái mà mình nói ờ cái người này nè giờ không phải ở đây, ở cái địa chỉ đó đó, thì người ta sẽ gửi cái thiết kịch phạt cho cái người em của chị ở cái nhà mà em chị đang ở. Còn nếu như mà giờ chị không chỉ gì hết, chị làm thinh giống như là làm ngơ á, này là giống như mình biết lực mà mình tránh né các bạn, nhưng mà mình vẫn không phạm tội đó, thì là không có sao hết. Rồi cái chị cũng run nhưng mà chị nghe lời, chị về chị nó không làm gì hết á, chị để luôn thì thử coi làm sao. Chị nói để luôn cả năm nay không có ai đá động gì tới hết trơn các bạn, coi như là cái giấy đó là hủy bỏ luôn á, mà chiếc xe là xe của chị mà chị không ảnh hưởng là tại vì chị không phải là người lái. Các bạn thấy không, có những cái mà mình thấy cái luật này á, mình nghe mình rất là ngạc nhiên luôn á. Thì My không biết các bạn nghĩ sao, nhưng mà đây là cái có thật mà chị đã chia sẻ với My. Thì My chia sẻ lại với các bạn như vậy đó ha. Thì em cũng cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ một cái kinh nghiệm rất là quý luôn. Thì cái này My không biết có tội không các bạn, nhưng mà cái này là lời của luật sư nói. Các bạn ơi, đây là lời chia sẻ của bạn Thảo Nguyễn. Thì bạn chia sẻ như vậy nè, My đọc cho các bạn nghe nha. Ở Mỹ giờ thiệt nản lắm, chính quyền thất bại, di dân lậu tràn lan. Giờ có chuyện này nè My ơi, mình ở Bắc Cali, chị làm nail ở tiệm nail mình hay tới. Lần đó tới chỉ cho mình coi cái video của camera an ninh ngoài tiệm. Chị đang đi đổ rác, đang đi ra thì có chiếc xe chạy vô, hạ kính xuống. Nó lấy chiếc nhẫn đưa ra cho chị nhìn.
rồi nó nói xí xa xí xồ gì đó, chỉ nói chuyện với nó. Rồi tự nhiên con nhỏ ngồi phía sau bước ra, nó lấy dây chuyền nhựa đeo vô cổ chỉ, rồi lột sợi dây chuyền diamond của chỉ, giống như trúng thuốc mê, chỉ để im cho nó lột. Camera thấy một nam một nữ đi chiếc xe Audi nha, gốc giống Ấn Độ hay Pakistan nha. Chỉ kể lúc vô tiệm làm lại mà nói tào lao, rồi rủ mấy chị trong tiệm nhảy nhót tùm lum. Mất một hồi tỉnh táo thì biết mình bị mất sợi dây chuyền rồi. Báo cảnh sát thì cảnh sát nói một tháng đó có tới 3 vụ như vậy rồi. Nếu có ai gọi mình khỏi trả lời, cầm điện thoại trên tay, đừng nhìn vô mắt nó hay cái gì nó đưa ra làm bộ hỏi mình làm gì để mình phân tâm, thì nó không bỏ thuốc mê cho mình được. Ở Mỹ giờ an ninh tệ lắm, chúng ta ráng phòng thân. Lên xe mấy chị xích beo liền, cái quai túi xách qua cái beo luôn cho chắc. Thì em cảm ơn chị Thảo Nguyễn rất là nhiều đã chia sẻ một cái này cũng để cho mọi người được đề phòng mà rất là hữu ích luôn. Chia sẻ với các bạn cái này, mình thấy rất là ngại khi mà mình để những cái gì mà giá trị ở trước cửa nhà các bạn. Thường thường hãy giờ mình thấy giống như là thư, mấy cái thùng package mình để trước cửa nhà là mình bị lấy là chuyện bình thường rồi ha. Cái này á các bạn, nó nhổ nguyên cái cây. Cái cô này cô mới gọi mi, cô nói á, cô mới trồng xuống thôi. Lúc trước là có cây sâu chê rồi, bây giờ cô mới trồng được cây bưởi da xanh, một cây bưởi thanh trà quế. Thì cô mới vừa trồng xuống, cách nay cũng khoảng được chừng tháng thôi à. Thì cái cây nó cũng còn nhỏ, mà cô nói cô thích ăn bưởi mà phía sau á chợt, cho nên cô đem ra phía trước cô trồng. Thì cái sân nó cũng hơi rộng mà cây nó nhỏ à, tại vì nằm ở trong cái chậu 5 galon thì cái cây nó không có lớn, nó cao chừng 2 feet thôi à. Thì tới bữa đó thì sáng ra cô thường thường cô đi là đi cửa gara thôi, cho nên cũng không có đi cửa trước nữa. Nhưng mà khi cửa chạy xe ra, cô nhìn qua bên cái mấy của nó, ủa sao mấy cái cây tự nhiên nó mất tiêu hết trơn rồi. Cô ngừng lại, cô nhìn ba cái cây mà cô đã trồng á, bứng gốc lên mất tiêu luôn các bạn. Thì nhà của cô không có cái camera phía trước cho nên không có biết được lấy hồi nào. Nhưng mà tới sáng 8 giờ mấy cô chạy xe cô đi chợ thì cô thấy cô hết hồn luôn, đào lên mà đào giống như là lấy nguyên cái ấy á, chứ không phải là nắm gị. Nếu mà nắm gị á thì cô nhìn cô biết, còn này mất cái đất, cục đất tròn á các bạn, bị mất luôn. Thì cô nói là nếu mà nó đào như vậy á, là nó phải lấy cái giống như cái chậu gì đó bự bự rồi nó bỏ vô rồi nó khiêng đi, chứ nếu không á, là cái đất nó sẽ mẻ tùm lum. Còn cái này cô thấy cái đồ mà sắn xuống á, bưng nguyên cái cây đi luôn thì khủng khiếp luôn á. Cô nói cô không ngờ, tại cô nói hồi lâu á thì có bạn của cô đã nói với cô á, là đừng có trồng cái gì ân trước á, nhiều khi á, mình có trái chứ không ăn được đâu, nó hái hết trơn à, phá rồi vậy đó. Thì có đó cô tin, nhưng mà cô nói thôi kệ đi, trồng cho người ta ăn được, ăn bao nhiêu bao nhiêu mình ăn cũng được, tại vì hết đất phía sau rồi, cho nên cô mới trồng đại như vậy. Ai ngờ đâu bây giờ bứng luôn nguyên cây luôn các bạn, ngầu chưa, khủng khiếp luôn. Cô nói cô không ngờ, cô nói ba cái cây mất luôn. Mà những cây đồ lặt vặt trong cái chậu đồ của cô á, có mà nó không có lấy cây nào hết đó, lấy ba cây ăn trái thôi à. Thì cái này cũng là một cái mà các bạn, các cô chú nếu mà có trồng cây phía trước á, là rất là cẩn thận. Cô nói là không biết là nó để ý hồi nào sao mà cô mới trồng có cả tháng nay thôi á, mà bây giờ bị mất luôn rồi. Thì các bạn, các cô chú phải để ý, nếu mà được thì thôi mình làm gì làm ơn sao đi, chứ đừng có trọng ơn trước mà còn mang bệnh tức á. Mình thấy khủng khiếp quá luôn á. Thì con cũng chia buồn với cô, mong là cô phải cẩn thận hơn, đừng có để cái gì phía trước nữa. Các bạn ơi, đây là một lời chia sẻ rất là dễ thương của chị Dung Trần nè. Vừa rồi ở video số 1159 thì chị chia sẻ như vậy nè các bạn. Chị cảm ơn vợ chồng em đã chia sẻ về xe. Chị dốt nhất về xe cộ, đàn bà một mình không biết gì hết, không ai chỉ dẫn. Hồi mới qua Mỹ, làm mấy năm dành dụm tiền,
để Đào mua chiếc xe năm 1984. Lúc đó tiền lời 16%. Hồi nhỏ tới lớn, chị biết chạy xe máy, qua Mỹ phải có xe mới đi làm được. Tại chỗ chị làm không có xe bus, không đọc được menu, tưởng xe chỉ cần đổ xăng là xong. Lúc đó, đổ xăng còn không biết chỗ nào và làm sao. Ngày đầu đi đổ xăng, bị đụng vào cây sắt ở hai bên hông nên xe bị móp bên cửa. Xe không đổ nhớt lâu quá hết nên bị cháy máy, khói xe bay ra tùm lum. Mấy người Mỹ thấy vậy đến giúp đổ nhớt vào, rồi không nói gì. Tại chị tưởng như vậy là xong, mình cứ chạy hoài luôn. Thời gian sau lại bị cháy nữa. Chị tưởng đổ nhớt một lần thôi, đủ rồi. Đến khi xe hư hết, sửa không được, chị bán rẻ lại, lỗ quá trời luôn. Mua 18.000 bán lại 5.000, muốn chạy được phải sửa 2.000 đô nữa. Chị đi thư viện mướn sách, đọc giữ gìn xe. Chị mua xe sau nên mỗi 3 tháng đi thay nhớt một lần, nên mua lần nhì thì tốt hơn, học được một chút. Bây giờ 4 xe rồi, nên có chút xíu kinh nghiệm xe. Hồi xưa lần đầu, chị có viết thư hỏi hãng xe tại sao xe chị bị hỏng hoài. Hãng nó gửi thư trả lời lại ông Trần Dung. Tôi nghĩ ông không có kinh nghiệm về xe. Nghĩ lại bây giờ nó nói đúng quá trời, 100%. Em cảm ơn chị Dung rất là nhiều đã chia sẻ cái kinh nghiệm này rất là quý cho chị em phụ nữ mình đó các bạn ơi. Các bạn có một cái câu chuyện này nè, mới thấy rất là thường xảy ra mà cũng bị hoài hả các bạn ơi, mà không biết có bị thôi miên hay là không, nhưng mà chuyện xảy ra như vậy nè các bạn. Có chị đó, chị đang đổ xăng thì chị nói là trong lúc chị chờ đợi đổ xăng á, xăng nó chạy vô xe chị á, thì có hai vợ chồng kia lái xe đến cập vô cái xe của chị á, móc ra cái sợi dây chuyền. Chị nói dây chuyền vàng nhìn nó cũng to lắm. Thì cái anh đó nói là bây giờ hai chồng đi ở bên Dubai qua đây chơi mà bây giờ cần tiền đổ xăng mà hết rồi, không có tiền, cho nên nó muốn bán sợi dây chuyền này mà người ta chỉ cần có 300 thôi. Thì cái chị này chỉ nói ồ sao không có đi đến chỗ mà bán vàng rồi đó, thì để bán đi để lấy tiền được nhiều hơn, tại vì chỉ nhìn cái dây chuyền to lắm. Thì cái người này nói tại vì bây giờ cũng không có tham nữa, phải đi về làm gì đó, cho nên bây giờ chỉ cần 300 thôi, nếu mà chị có chị đưa 300 thì chị lấy sợi dây chuyền này rồi chị đi bán. Thì cái chị này chỉ thấy cũng chị cũng lưỡng lự, tại chị thấy 300 thì quá rẻ đi, nhưng mà chị nói là cái anh này cần vậy thì chị thấy vậy thôi, như nói ừ thôi ok. Cái chị lấy cái sợi dây chuyền ra chị coi, thì chị nhìn thì thấy rất là đẹp. Xong rồi cái người phụ nữ kế bên á đưa ra lột chiếc nhẫn đưa luôn, nói nếu mà chị có tiền không chị lấy chiếc nhẫn này luôn đi, 2.000 có không. Là chị thấy là chiếc nhẫn rất là đẹp luôn các bạn, vàng được hột sòn nữa. Cái chị nói 2.000 thì chị không có tiền, chỉ có khoảng 1.000 thôi à, trong giỏ chị khoảng, chị nói vậy á, chị nói có khoảng 1.000. Cái người kia nói ok 1.000 luôn, gửi đưa đi, tại vì người ta cần gấp lắm để người ta đi không có thời gian. Cái chị thấy như vậy, cái chị lấy trong giỏ chị á 1.000 chị đưa luôn các bạn. Xong rồi chị lấy chiếc nhẫn với sợi dây chuyền, thì chị lúc đó đó rồi chị cũng đổ xăng là vừa xong, xong rồi chị lấy cái xăng chị cất mà chị vô, chị ngồi chị nhìn rồi chị thấy đẹp lắm. Nhưng mà sau tới lúc về nhà rồi á thì chị nhìn lại á thì nó không có phải là dây đồ thiệt, chị nhìn chị thấy nó làm sao nó nặng nhưng mà nó kỳ lắm. Cái chị đi vô tiệm vàng, chị nói chị muốn bán cái này, cái người ta nhìn ta nói cái này đồ giả. Rồi cuối cùng mất 1.000 các bạn, một sợi dây chuyền với chiếc nhẫn. Nhưng ta nói cái hộp sòn ta thử, cái hộp sòn đó cũng không phải thiệt nữa, mặc dù là nó sáng nhưng mà cái đó không phải hộp sòn thiệt. Thì cuối cùng là chỉ mất 1.000. Và có thêm một cái chuyện này nữa nè các bạn, là của một chị này đi chung với đứa em, mới vừa quẹo vô cây xăng, chưa có kịp đổ xăng nữa, thì có một cái xe chạy đến, móc ra cầm ở trên tay sẵn vậy nè, đưa ra sợi dây chuyền. Nhìn thấy là sợi dây chuyền bự lắm mà có chiếc nhẫn đồ trong đó luôn nữa. Nói là ở bên Dubai á, đến mà bây giờ hết tiền rồi, cho nên là cần tiền để đổ xăng. Bây giờ hỏi chị có không, nếu có thì trao đổi, đưa cho cái anh này khoảng 400.
thì ảnh cần để anh đổ xăng, anh đi về thì chị lấy được sợi dây chuyền với chiếc nhẫn trong đai. Thì chị này chỉ nhìn chị nói ủa sao mà tự nhiên sao mà kỳ quá. Xong rồi chị nói thiệt không, cái người này nói thiệt, tại vì người ta đang rất là cần tiền để đổ xăng đi về ở bên Dubai á. Cái xong rồi chị thấy ồ thôi vậy thì thôi mình đổi luôn. Cái người gái cũng kế bên á nói là bây giờ có luôn cái sợi dây chuyền này nữa, mà sợi chuyền này là bự mà đẹp lắm, mà custom gì đó, rất là đắt tiền, nhiều vàng ở trong đây lắm. Nếu mà chị có 2.000 không thì chị lấy luôn, là lấy là sợi dây chuyền này. Thì chị nói không, không có tiền. Cái chị đó nói á, đi vô nhà băng lấy đi, nhà băng á thì cũng gần đó thôi à. Cái chị nghĩ sao, cái đứa em đó nó nói no, không có muốn. Đứa em nó không muốn, nói nó nói đừng có lấy, nhưng mà chỉ nói không biết, giống như lại khá vậy, giống như chê còn nhỏ vậy, không có biết. Xong rồi chị nói với em chị á, là không có biết gì đâu, đừng nói, để chị nói chuyện. Cái chị nghĩ sao á, chị nói ừ vậy đi vô nhà băng lấy. Chị vô nhà băng chị lấy xong, chị ra chị đưa luôn 2.000, lấy cái sợi dây chuyền đó với sợi dây chuyền với chiếc nhẫn của ông này luôn, là 2.000 tất cả. Xong rồi á, cái người em mới nói là sao mà mắc vậy không. Thì chị này chị nói ha, cái thì tội nghiệp người ta, cái chị mà bị gạt, cái chị nói là ô tội nghiệp người ta, mình thấy người ta vậy thì mình nên giúp. Xong rồi về nhà các bạn, coi ra đâu phải vàng thiệt đâu, là cũng vàng giả luôn. Có một chú tên Bill, chú gọi cho My. Thì bây giờ các bạn nghe lời chia sẻ của chú Bill nè. Chú cô hôm cách nay chừng khoảng 2 tuần, 3 tuần gì đó, tôi đi tập therapy. Thì trong cái tập kia tôi tập xong đó. Dạ. Thì tôi chạy trên đường luôn, có luôn đúng không? Dạ được. Dạ, tôi ở Minnesota thì tôi tập therapy ở đường California Circle. Dạ. Yeah. Khi tôi tập xong tôi ra thì tôi phải ra quê lại. Ra quê đã tôi trở về 880 San Jose đó. Dạ. Yeah. Thì tôi tới đường, nó tới chiếu cầu tôi. Trước đầu xe tôi có một chiếc xe BMW. Thì chạy trước tôi thì cũng dòng xuống quê mà. Vừa quẹo xuống quê, vừa quẹo vô, tấp lẹ vô lề, nó lắp lẹ vô lề. Vô lề xong thì thằng đó thằng biết tên phải, nó mặc đồ đẹp lắm, đẹp trai lắm, mà đi với chị lắm, nó chạy ra ngoài, nó quát tôi, nó mình thấy nghĩ là coi như là bị tay bị xe đặt gì đó, mình tấp vô hay qua mình ép á. Thì tôi tấp vô, cái thằng đó thì nó nói là đẹp trai lắm, như chị nó nói là nó ở Dubai, nó đi du lịch qua đây chơi đó, mà xe nó bị hết xăng xong rồi nó hỏi mình ép là được không? Tao cầm vào chân rồi nói, thì nó cái tay nó cầm một chiếc nhẫn, nó trúng để đó cô. Dạ. Trúng tay mà nó không cho mình lấy chiếc nhẫn đó. Thì nó hỏi tao đưa chân tao cho coi nữa. Thì lúc đó thì nó nói là mày hỏi cái gì vậy, thì tao vậy nó không dám đưa, mình không thấy, nó lú ra cái chiếc nhẫn nó vàng, nó kêu mình xẻ tay ra. Tôi không xẻ tay đó, tôi không xẻ tay, tôi nói cho tôi thấy tôi nghi rồi, nó nói là nó bị Dubai mà. Dạ. Mà nói tiếng nước ngoài anh hả? Dạ. Nó nói tiếng Anh mà, nó tiếng Anh thôi. Nó hỏi xin lỗi cô, nếu trường hợp mà nó đàng hoàng á thì nó cần ép gì đó. Nó lú nhá nhá cái vàng chiếc vàng, tôi xẻ tay ra, tôi biết nghi rồi, cái kêu giảng già tôi nghi rồi. Dạ. Tôi xin lỗi mà tao không ép mày được, bởi vì tao bận quá tao không đi được. Các trường hợp đó thì tôi nghĩ đó là nó bỏ bùa đó cô. Khi tôi xẻ tay ra, mà tôi xẻ tay ra là tôi dính liền. Dạ, hình như là mình đụng vô cái đó là mình mê hay sao, phải không anh? Thì đó, tôi nghĩ cái đúng. Tôi nói, tôi nếu mà tôi là người, nếu tôi là người tham á, thì tôi đưa tay ra, nó nhấn đụng vô cái mình cái tôi mê liền. Thì lúc đó tự nhiên đó, là coi như là nó chảy chảy cái xe mà nó lột đồ đạc, để nó hết xong rồi nó bỏ lên cái xe ra đi. Nó đi hai thằng lên cô. Nó vừa chưa tới quê, nó vừa dòng cua, nó tấp tôi liền, nó chạy qua liền. Tôi sợ quá, tôi không dám, tôi nghi là nó bị bỏ bùa rồi. Nó cô, tôi sợ quá, tôi xin lỗi cho mày, tao không khép mày được. Tôi gọt liền cô. Dạ. Nếu tôi là người tham á, thì tôi đưa cái tay bằng tay ra là coi như tôi dính liền. Dạ. Đó, báo cho cô tình hình như vậy đó cô. Ồ, vậy là nếu mà người ta kêu mình làm gì, em nghĩ mà là mình đừng có nghe lời người ta ha, là đó, tốt nhất. Dạ. Có ý đồ đó là nó cầm chiếc nhẫn nó không cho mình thấy. Dạ. Tôi hỏi cái gì vậy, tôi kêu mình xẻ tay ra, tôi không xẻ. Đối với nhá chiếc nhẫn ra, tôi biết quýnh rồi, tôi quýnh rồi đó.
là tôi xin lỗi mày, tao không phép mày được, tao tránh cho được tôi đi. Vậy là nó đánh tâm lý mình, nếu ai thích vàng đều là khoái rồi đó, mình về đây rồi nó mặc đồ lịch sự lắm cô, là nó đeo dài người lắm, đi xe bi rất vui thằng bạn cái cô, trời ơi nếu mà tôi ham tiền tôi đưa tay ra tôi dính rồi. Wow. Cửa nó xe nó ngồi là tôi thua luôn rồi. Dạ. Còn cái một vụ thứ hai nữa, người ta kể tôi nghe thôi, biết có kể cô nghe chưa, một người Việt Nam ở làm ở chợ Maxim. Dạ. Ở trên Bạch Kim Maxim á, thì ổng đi ra ngoài, ổng đi ra ngoài trên xe Bạch Kim, xe ổng về với nó, thì có một người đàn ông cũng người Trung Đông, người Ấn Độ không biết đó, thì mới là đầu ổng đi bộ mà mở cửa, bà vợ mở cửa ra dứt xe chuyền ổng, dứt xe chuyền ổng là bị mê man rồi đó, rồi xe giọt mất, trong khi đó coi như là trên ở gần đó chụp hình được đó. Wow. Đó, và người ta kể tôi nghe, như người bạn tôi kể tôi nghe là có chụp hình cho cô luôn đó. Vậy đó, dạ. Người báo cô biết nên đề phòng trước, là đề phòng vì cái nào ở Bắc Cali đó cô, ở sang Bắc Cali đó cô. Dạ. Đó, thì tôi là bị vậy, còn người bạn tôi bị vậy. Mà xong rồi cái người kia chạy đi chứ đâu bắt được gì đâu ha. Thì thôi không bắt được, bị cái người bạn cho, cái con của người bạn tôi chụp hình, cô qua chụp hình cho dạ. Tôi coi và chưa xem, chưa xin xem và chưa xin xem được xem qua em đó. Dạ, dạ. Chứ báo cô biết tình tôi là bị dụ chê chứ chẳng. Nếu tôi người tham tiền á, là tham tiền á, vàng á, tôi xòe tay là tôi chết. Dạ. Nói cô, nếu trường hợp mà nếu mà mình bị giàu có mà đi sang cái sang mình biết chỗ mình chưa đổ chứ làm gì phải mình. Nó vừa quẹo cô chứ, nó chạy trước tôi mình vừa quẹo cái tấp lên được cô, thằng kế bên nó nhảy xuống bắt tôi đó. Dạ. Nếu tôi tham tiền là tôi bị dính rồi. Dạ. Có người thì cũng nói với con là nếu mà người ta tự nhiên ta đánh trên vai mình hay gì, mình quay qua một cái là con làm đây luôn á. Là dạ, làm như là cái đó nó gần lỗ mũi mình thôi là mình cũng bị nữa hay sao á. Nó kêu đi xẻ tay đó cô, nó kêu tôi xẻ tay ra. Wow, dạ. Đó, mày có cái gì đó nó rú tiếc nhẫn cái tôi là tôi nghi rồi. Nó trời khiến tôi sao, tôi sao á. Nếu tập tôi cũng sao, tôi bỏ tôi cái nâng bê đó là coi như là tôi kêu. Dạ. Lên xe lột và nữ trang cái tôi đó là mình đã lấy hết được chết luôn. Mà lúc đó trên người chú có đeo gì không? Trên tôi đeo một chiếc kim ngọc Phật. Ồ, dạ. Đó, với tôi đeo cái bớt của người được nhẫn như đồng hồ Omega tôi đeo đó cô. Dạ, thì chắc nó thấy. Nó không thấy mà tại sao nó đi từ hồi nào biết mà nó chạy trước trên qua cái trên cầu quê đó. Dạ. Xuống quê mà. Dạ. Nó vừa quẹo xuống vô là tắt tôi liền thành cho phải chạy xuống quát tôi liền. Wow. Thì tắp vô tôi tưởng là nó bị hư xe, mình giúp đỡ thôi. Mà nó lú dấu chứng nhận là lú chứ tôi thấy cái đi xe tay ra tôi xe tôi nghi rồi. Tôi lên trên trao tôi đi giật tôi nói vậy tôi được bỏ tôi đi. Dạ. Hỏi hên quá hả? Thu luôn rồi là nó lên nó chỉ mình mê rồi lên xe mình lục đầu hết định bỏ mình nằm đó chết. Đúng rồi, dạ. Đó rồi tôi nhiều bạn tôi kể tôi nghe tôi đưa hình tôi coi lại chứ. Chợ một chuyện khác ở chợ Bắc Siêu tập đó, giật sợi chuyền đó, chụp chiếc xe đó người vợ chạy chụp xe chuyền luôn mà. Dạ. Mà người Trung Đông, người Trung Đông biết nữa, nó là cái mình cũng là người Trung Đông, người tự nói là người đi bay đi hiểu đó, nó giật du lịch qua đây. Dạ. Và cảm ơn cô cho con hay vậy nha. Dạ, cảm ơn chú nhiều lắm, có gì thì chú cứ gọi con ha. Dạ. Cứ phòng hờ cho nó phòng hờ chứ vậy đó giờ. Dạ đúng chú, rồi thì cũng giúp cho lắm. Mọi người á chứ. Dạ. Dạ đó. Như vậy đó cô biết. Dạ. Để bắt Cali nha cô. Dạ. Dạ. Cô dạ rồi con cảm ơn chú, chúc chú buổi tối vui vẻ nha. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Thì cảm ơn chú, có nếu mà có cái gì hay chú chia sẻ thêm giùm con. Thôi mình xin dừng ở đây nha. Mình cảm ơn các bạn, các cô chú rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Mình chúc cho các bạn luôn vui, khỏe và mọi sự bình an luôn đến với gia đình của mình nha. Mình hẹn các bạn ở nhiều video khác của mình nữa ha. Nếu các bạn thấy video này có hữu ích thì nhấn share, chia sẻ cùng bạn bè, người thân giùm mình. Mình chào tạm biệt các bạn. Bye bye.